Giới thiệu các anh chị phần hướng dẫn sử dụng phần mềm MBS nữa, mobile để đặt lệnh và giao dịch phái sinh. Bước đầu tiên mình vẫn cứ vào phần mềm như bình thường thôi, thì mình sẽ đăng nhập vào phần mềm. Đấy, mình lấy Smart OTP. Sau khi mình lấy được xong mã OTP hàng ngày bình thường thì ở đây thì cái phái sinh nó sẽ có khác, nó sẽ có chia làm hai một tài khoản, là một tài khoản tại VSD và một tài khoản tại MBS. Thì muốn mà mình thực lệnh ấy thì mình phải chuyển tiền lên tài khoản ở VSD. Thì bước đầu tiên ấy mình sẽ phải nộp tiền vào tài khoản phái sinh ở MBS. Thường là cú pháp nó sẽ có cái số 6 số tài khoản và cái đuôi D thì nó sẽ vào đuôi phái sinh. Cách thứ hai ấy, thì mình có thể chuyển từ cái tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh. Sau đấy từ tài khoản phái sinh mình chuyển nạp quỹ lên VSD. Đấy, thì mà để mà chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh thì mình vào mục mở rộng giao dịch tiền, chọn là chuyển tiền. Ở mục chuyển tiền ấy mình sẽ chọn chuyển tiền ra phái sinh. Đấy, mình tiếp tục số tiền mình cần chuyển, ví dụ là 6 triệu chẳng hạn, chuyển khoản. Đấy, để chuyển từ đây 1 sang đây D, hoàn tất. Đấy, như đây là em đang chuyển trong cái thời gian ngày giờ thì nó sẽ đang xử lý. Đấy, sau khi mà mình chuyển tiền xong ấy thì mình mới chỉ là chuyển sang cái tài khoản phái sinh tại MBS, còn để mà mình giao trực tiếp ấy thì mình phải chọn chuyển lên VSD. Thì mà để mình chuyển tiền lên VSD ấy thì mình sẽ vẫn vào mục giao dịch tiền thôi, mình chọn cái số tài khoản ấy, chỗ mục này mình chọn là cái tài khoản có đuôi D. Đấy, thì nó sẽ có một số các chức năng như là chuyển tiền sang ngân hàng ấy. Tiền ngân hàng là để mình để chuyển ra thẳng ngân hàng ấy để rút tiền ấy. Hai, chuyển ra sang cơ sở thì mình chuyển từ phái sinh sang cơ sở thôi. Ba, nộp quỹ VSD thì mình nộp quỹ VSD. Đấy, thì mình nhập số tiền cần nộp lại, ví dụ là bây giờ hiện tại một hợp đồng nó khoảng hơn 20 triệu chẳng hạn. Thì mình nộp 20 triệu lên. Thì ở cái phần này ấy, thì mình khi mà chuyển tiền ấy, mình thường là mình sẽ phải nạp là nhiều hơn cái lượng mà hợp đồng định số tiền mà hợp đồng cần tính ấy. Ví dụ như chỉ số bây giờ là 1.200 ấy, thì cái số tiền cần nạp là 1.200 nhân với 0.13 và chia cho 0.75 thì sẽ ra số tiền, thì em giả dụ là khoảng 22 triệu. Thì mà mình để mà mình giao dịch ấy thì phòng ngừa khi mà một cái ngày đầu tiên ấy mình có thể mình không được lãi ấy, thì nó sẽ trừ mất tiền đi, thì nó hoặc cái chỉ số hôm đấy nó cũng tăng lên đấy, thì mình phải nạp thừa ra một tí. Ví dụ là 22 triệu thì mình nạp lên khoảng 25-30 triệu ấy, để phòng khi chỉ số nó lên đấy, chỉ số nó lên thì cái tiền này nó cũng tăng lên này, cái tiền mà nộp để giao dịch một hợp đồng nó cũng tăng lên. Hoặc bạn khi lỗ thì bạn không còn đủ tiền để giao dịch một hợp đồng nữa, thì mình cứ nạp thừa ra khoảng 25 triệu gì đấy, mình nạp cái quỹ lên. Sau khi mà mình nạp cái quỹ lên ấy, cái quỹ lên VSD ấy, thì mình sẽ giao dịch được. Thì để mà giao dịch ấy, để mà giao dịch thì mình sẽ vào mục đặt lệnh thôi. Thì mình sẽ chọn đặt lệnh phái sinh. Đấy. Đấy, thì đây nó sẽ có một số cái hợp đồng như là VN30. Và giao dịch phái sinh nó sẽ có 4 hợp đồng như là tháng 5 này, tháng 6, tháng 9, tháng 12 đấy. Thì nó sẽ là tháng hiện tại này, tháng sau của tháng hiện tại này, tháng 6 ấy, và 2 tháng của hai cái quý gần nhất là tháng 9 và tháng 12. Đấy. Thì mình thường mình sẽ giao dịch cả tháng 5. Là cái tháng mà tháng có khối lượng giao dịch lớn nhất đấy thì mình sẽ khớp lệnh ấy. Còn mấy cái tháng kia thì thường là nó sẽ khối lượng giao dịch nó bé, thì mình sẽ đặt ở cái tháng này thôi. Đây, cũng giống đặt bên cơ sở thôi, nhưng mà khối lượng ở bên đây nên nó sẽ là đặt là theo hợp đồng. Ví dụ mình có 25 triệu thì mình đặt được một hợp đồng,
Nếu mình có 50 triệu mình đạt được hai hợp đồng. Đấy, mình tính theo cái giá trị hợp đồng nó bình thường thôi. Ở đây thì nó có mục đấy, xong mình có thể bấm long hoặc short. Đấy. Long bấm chấp nhận. Đấy. Hoặc là short chẳng hạn. Đây là do mình hiện cái này thì mình nói sao còn sọt thì cũng thế. Bây giờ khối lượng là 100 đi, 1.000 đi, là 1 đi. Thì mình sọt. Đấy, xác nhận lại. Đấy, sọt ta xuống, bán xuống, chọn chiều bán xuống. Long mình chọn chiều lên. Tức là ví dụ bây giờ chỉ số là 1296 chẳng hạn thì mình nghĩ là chiều nó lên thì mình sẽ lo. Nó lên 1.300 chẳng hạn. Thì mình nghĩ là long. Còn nếu mà mình nghĩ là nó xuống là 1290 chẳng hạn thì mình chọn chiều short. Cái tiếp theo ấy, thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái lệnh khi dùng là lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện thì nó sẽ có một số lệnh như là up down này, t up và t t down. Up là dùng để khi nào? Up. Up, lệnh điều kiện up là mình dùng thường dùng khi mà mình để cắt cắt lỗ cái vị thế của mình ấy. Thì mình sẽ ví dụ mình đang short là 1296 chẳng hạn. Mà mình muốn cắt lỗ là khi mà chỉ số lên 1300 ấy thì mình lỗ mất 4 điểm ấy. Thì mình dùng lệnh up để mình cắt lỗ. Ví dụ giá kích hoạt chẳng hạn. 1300. 301, còn cái giá này ấy, cái giá này chính là cái giá mà khi đây là 1300 là cái giá đắt là 1301 thì mình cắt lỗ ấy. Và để cái ví dụ mình đang sọt 1296 chẳng hạn thì mình để dùng cắt lỗ thì mình phải dùng lệnh long. Lệnh long up 1300. Đấy. Thì mình để mình cắt lỗ luôn. Đấy. Cái thứ hai là cái lệnh down. Lệnh down dùng để mình cũng để cắt lỗ nhưng mà để mình cắt lỗ ở chiều long, ví dụ mình đang long 1296 chẳng hạn. Và chỉ số nó về 1292 thì mình cắt thì mình sẽ đặt là giá điều kiện này, này là 1292, tức là đến 1292 thì nó sẽ tự động bán và mình đặt giá là 1291 chẳng hạn thì nó sẽ đặt vào giá 1291 khi mà nó cái giá kích hoạt này là xuống 1 thị trường nó xuống 1292 thì mình cắt đặt lệnh down. Đấy, để mình cắt lỗ. Tiếp theo là mình sẽ đến cái lệnh T up. T up là cái lệnh mà nó cũng y hệt như cái lệnh ấy thôi. Lệnh của lệnh up kia thôi nhưng mà nó sẽ cắt lỗ. Cắt lỗ ấy thôi, cắt lỗ theo điện theo thị trường ấy, ví dụ thị trường là bây giờ mình đặt là 1296 này để cắt lỗ 1300 ấy. Đấy. Ví dụ mình vẫn đặt là một để lên 1300 vì đang sọc 1296 chẳng hạn, lên 1300 để cắt lỗ chẳng hạn. Đấy thì mình dùng cũng là lệnh T up thôi. Nhưng mà khi mà thị trường á 1301 đi. Đấy. Ví dụ như là mình đang sọt thì mình long lên đấy. Khối lượng 1. T up. Đấy, nó cũng lên 1300 nhưng mà khi mình đặt ấy, thì khi mà cái thị trường nó giảm xuống, ví dụ như là mình đang 1296 chẳng hạn. 1296 nếu mà thị trường xuống giảm xuống 1295 thì cái giá kích hoạt này nó sẽ giảm xuống là đúng bằng một điểm của mình. Khi mà thị trường nó tức là nó sẽ biến động theo thị trường. Cái lệnh này nó sẽ áp dụng khi mà cái trong nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, ví dụ bây giờ 1296 chẳng hạn mình xuống 1293 mình lãi. Vẫn lãi và cái lệnh cắt lỗ này nó sẽ rời xuống 3 3 điểm để đảm bảo là khi mà mình thị trường nó có hồi phục lại thì mình cũng không lỗ quá nhiều. Đấy thì nó cũng cái rủi ro là nó nếu mà thị trường nó biến động mạnh thì mình nhiều khi là cái lượng của mình nó lại cắt lỗ trước, ví dụ như là bây giờ nó xuống 1294 sau nó lên 1298 rồi sau nó lại xuống 1290 chẳng hạn thì mình, cái lệnh này nó lại bị gấp mất. Đấy. Còn cái T down thì là cái chiều ngược lại thôi, là khi mình để cắt lỗ cái lệnh mình long thôi. Ngoài ra khi mình đặt lệnh xong ấy để mình check xem là cái lệnh lệnh của mình như nào ấy, thì mình vẫn vào mấy mục sổ lệnh thôi. Đấy, mình chọn sổ lệnh phái sinh thì nó sẽ có một số cái lệnh như là từ chối này, từ chối ví dụ như một số cái lượng
sẽ hiện là lý do từ chối này, trạng thái này, trạng thái khớp lệnh, hay là mình có thể sửa lệnh bên cơ sở thôi. Đấy, do từ chối các bạn. Hoặc đây mình muốn hủy lệnh, mình tích đây, tích như bên cơ sở thì mình hủy thôi. Đấy, không để hủy thôi. Còn mình xem cái lượng tài sản ở danh mục ấy, thì mình sẽ vào một cái quản lý tài sản. Đấy, danh mục đầu tư chẳng hạn, ví dụ bây giờ nó là có các đuôi tài khoản này, mình sẽ muốn xem đây tôi có D thì mình kéo sang đây. Đấy, mình xem lại lỗ của D. Đấy, vị thế mở, vị thế đóng, số lệnh. Phần tài sản nó cũng y hệt như vậy thôi, thì mình sẽ chọn cái đuôi D thôi để mình xem thôi. Đó, cái tài khoản vệ sinh này, tiền mặt tại MBS nó sẽ sinh ra, với có hai tài khoản này nó sẽ có tiền mặt tại MBS và tiền mặt tại BSD này. Và khi mà lãi lỗ hàng ngày thì tiền nó sẽ được chuyển về MBS chứ nó không chuyển ở BSD. Mình khi mà có lãi thì mình lại phải nộp cái quỹ lên BSD để mình giao dịch tiếp. Đấy, phần này thì nó sẽ hiện lãi lỗ đã thực hiện thôi, chuyển tài sinh để mình quản lý cái lượng giao dịch của mình mà. Đấy, thế thôi. Thì hôm nay mình vừa giới thiệu cho các bạn cái giao dịch trên tài khoản vệ sinh ấy, thì mình cái cách đơn giản như vậy thôi. Còn để mà cái giao dịch trên thị trường vệ sinh thì mình cần phải thêm một số cái công cụ như là phân tích kỹ thuật, thường là dùng phân tích kỹ thuật hoặc là phân tích chỉ số VN30. Có một số các kinh nghiệm là mình sẽ nhìn phân tích kỹ thuật với là kết hợp với chỉ số VN30 ấy, tức là mình xem cái mấy cái mã lớn ấy, mã lớn nó biến động như nào thì mình sẽ đánh theo cái chiều đấy. Thì thường các mã lớn thường nó sẽ chỉ báo nó sẽ biến động trước thì mình sẽ đánh theo. Ở đây thì mình đã giới thiệu xong cho bạn cách để giao dịch cái hợp đồng vệ sinh rồi, thì mình có thể mình xin tạm dừng video tại đây. Thì bạn nào có cần cái hướng dẫn gì ấy thì vui lòng liên hệ mình theo cái số điện thoại 0986 344 056. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong buổi lần sau.